ơi, đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh làm một cái video theo yêu cầu nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một mâm sườn cồn, mình nướng kèm chung với những cái loại lá mà có mùi ở nhà Quỳnh nha, hay còn gọi là lá hương thảo nè, rồi lá nguyệt quế, lá này lá kia ha. Đây, chỗ nó thơm lắm mọi người ơi, nhức nách luôn. Lá hôm nay mà Quỳnh hái là cái lá này nha mọi người. Cái lá này nướng thịt cũng ngon nè, mà nướng cá cũng rất là ngon luôn nha. Đó mọi người thấy không, cá rất là đẹp luôn, siêu thơm, thấy là mê liền mọi người. Mình hái một thân ít thôi ha. Đây, nãy giờ mình hái được như đây nữa nè. Đây, bên đây hay còn gọi là ớt của nhà Quỳnh. Ớt này nó cay nè mọi người, ớt này nó cay. Và ở bên kia thì Quỳnh thấy lấp ló đâu bên đây có một trái nó đỏ nha. Đó mọi người thấy trái nó đỏ không? Mình sẽ hái trái này vô để mà mình làm nha mọi người ơi. Trời ơi nó cay nè mọi người ơi, trái này bảo đảm cay nè. Rồi bên đây Quỳnh hái thêm là một ít cà chua nha. Cà chua này thì nó chín nhiều quá là mình hái vô mình ăn đi, để không là nó rụng hết nha mọi người, rụng hết. Vài trái thôi để lên cho nó đỏ đỏ có màu nè. Đó, ở trên luôn. Trời ơi nó rụng nữa mọi người. Đây đó, ở đây hay còn gọi là cái cây hương thảo nhà Quỳnh nha. Đó, cây hương thảo nhà Quỳnh, bữa giờ Quỳnh ăn thịt nướng á, Quỳnh cũng ra Quỳnh hái mọi thứ một chút một chút một chút một chút nè. Đó, thơm lắm nha mọi người, thơm cực kỳ thơm luôn. Cái này nướng sườn cù là nhức nách nha. Ở nhà bạn nào á, mình trồng cái này trước cửa mọi người, thì thứ nhất là mình có thể tận dụng mình ăn, cái thứ hai nữa là nó cũng phòng chống mũi nha. Mọi thứ một chút thôi nha mọi người, chứ mà nó nhiều quá là bắt đầu là nó cũng rất là ác cái mùi, nó mất đi cái mùi của thịt cụ, nó cũng không có ngon lắm ha. Rồi hôm nay thì mình hái được một ít lá này và mấy trái cà chua nha, như đây là đủ rồi mọi người. Hôm nay thì Quỳnh dọn ra ngoài đây, Quỳnh làm, Quỳnh thay đổi góc quay nhìn cho cái video nó bắt nét hơn nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là một cái máy để mà Quỳnh xay ba cái tỏi, ớt với sả nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô nha. Tỏi nè, ít là hành tím, ớt. Rồi mình đẩy nắp lại. Cái máy này á mọi người thì là nó được cái là mình rút dây vậy nè, rút ra, rút ra rồi cái mình xay ở dưới nha. Ở bên Việt Nam giờ bán nhiều lắm mọi người. Cái này á mọi người thì hả, nó chỉ xay được chút chút mình dùng gia đình thôi, chứ nếu mình xay nhiều á thì mình phải bỏ vô cái máy xay lớn nha. Với lại xay cái này thì nó cũng tương đối thôi, chứ nó không có được nhuyễn nhừ nha mọi người. Đã nè, mấy cái lá thơm mà hồi nãy mình hái nữa nha, mình kéo dài dòng nữa luôn. Đây thì Quỳnh có mua được là mấy cái hành sườn cù nha mọi người, rất là ngon luôn. Sườn cù này hả là mình nướng bình thường thôi cũng đã ngon rồi, hôm nay mình nướng thêm đủ thứ loại gia vị vô nó siêu ngon luôn. Rồi Quỳnh cho nó vào bên trong cái khố luôn nha. Tổng cộng hôm nay thì Quỳnh nướng là 10 thanh sườn cù nha. Quỳnh sẽ nêm vào đây là một ít là bột nêm luôn nha, thêm là một ít đường nữa, một chút á mình ăn á mình chấm á, cho nên là Quỳnh chỉ nêm là cho nó xương xương thôi, thêm ít bột ngọt luôn. Rồi đến tiêu, rồi Quỳnh trộn đều, Quỳnh ướp luôn. Trong công đoạn này á thì hả mình thích ăn cái sa tế mọi người, thì mình cho sa tế vào luôn nha. Rồi sau khi mà Quỳnh ướp ở đây ha, Quỳnh để đây khoảng 30 phút luôn nha. Ở Nhật không phải lúc nào mình cũng ăn được ốc tươi nha, chỉ có được mùa hè thôi, còn không là mình phải ăn bắp mà người ta bỏ vô bịch á, thì nó cũng không được ngon cho lắm, chỉ có Việt Nam mình là thích nhất thôi mọi người. Trời cái bắp ngon dễ sợ. Bắp á thì Quỳnh cắt ra thành đoạn vừa ăn như thế này thôi để mình nướng nha. Nắm cái nhỏ thì Quỳnh để nguyên luôn, cái lớn thì mình chẻ ra mình nướng thì nó dễ chín ha. Một ít đậu bắp luôn, bỏ bớt cái phần dưới thì nó già, ăn cỡ chừng cái đoạn về được rồi. Thì mọi người ơi, cái thịt nãy giờ á Quỳnh để nè, bây giờ thì nó cũng rất là thấm luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho lên mình nướng nha. Quỳnh sẽ cho cái phần rau củ lên trước nha, đặc biệt là bắp nè, tụi bắp nó lâu chín lắm cho nên mình cho lên trước. Rồi tiếp đến sẽ là một ít là hả đậu, măng tây, hai ba trái cà chua bên đây cho nó đỏ đỏ xanh xanh trong nhỏ nó vui nha mọi người. Nấm,
mình sẽ bắt đầu mình cho sườn cù lên nha. Trời ơi nó thơm và nít nắp luôn nè. Chào cô chú ơi. Xin chào cô chú, xin chào Kim Bình, xin chào. Thì mọi người ơi, hôm nay lên đây Quỳnh mới pha nước chấm nha. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chấm chung với lại là chao nha mọi người. Chao Quỳnh mua từ ở bên Việt Nam qua. Chao này ngon mọi người ơi. Ừ, ăn đi. Cái đó là cái gì? Nói cô chú các bạn nghe. America Dog. Hay còn gọi là, hay còn gọi tiếng Việt là gì quên ta. Hay còn gọi tiếng Việt là gì quên mất tiêu rồi mấy người. America Dog là Dog, còn gọi là tiếng gì quên mất tiêu rồi. Fumiwe hả ta? Đúng rồi. Fumiwe. Cái gì vậy xa? Cái gì vậy? Cái gì mà la dữ vậy? Mama sao mà mày giờ? Không có mì dư. Tại sao? Tại vì sao ăn chút ăn kem đủ mì dư nó no làm sao? Không. Hiểu không? Rồi mình cho thêm một miếng đường vô nữa nha mọi người. Tại vì là nó cũng hơi mặn nè. Đường. Rồi xong là thêm là chanh. Rồi một ít là cái gì quên rồi, ớt sa tế nữa nha. Đây. Ớt sa tế luôn. Tao nói siêu cay mọi người, siêu cay luôn. Bỏ vô tụi nó ăn cà xè luôn nè. Rồi đây là một chén nước chấm của Quỳnh nha mọi người ơi. Đó. Một chén nước chấm chao chùa. Trong môn. Trong môn nha mọi người. Quá hấp dẫn mọi người. Rồi. À, bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Đây. Đây đây mọi người ơi. Đây chấm vô nè mọi người. Trời ơi con nè mọi người ơi. Đây. Nó thơm ơi là thơm mọi người. Trời ơi. Sao chảy. Nó không còn hôi nữa mọi người. Mà nó thơm khủng khiếp. Chấm chung với chao mọi người biết chao nó ác lại mùi vậy đó mọi người. Ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn lại món này. Thật sự là sườn cù ở nhìn nó mắc nha mọi người, chứ không có rẻ nha, không hề rẻ miếng nào luôn nha. Ở bên đây thì có ít à. Mình để xa quá mọi người có thấy không ta? Là kim chi với một ít là măng, măng muối. Măng muối của Nhật. Quỳnh về Việt Nam á, Quỳnh kiếm cái sườn cù nè mọi người, mà không biết cái chỗ nào mua chỗ tươi mà mà phải là nguyên thanh vậy nha. Hình như cũng có bán nhưng mà toàn là hàng đông đá là chính nè. Thật sự cái món sườn cù nè, người Nhật tấn mê lắm nha. Thật sự hôm nay mà Quỳnh nướng á thì nó cũng không có chín hết nè 100% nha. Cười đi. Sao? Sao vậy? Sao cười vậy? Cười chưa được. Cười chưa được. Nó không chín hết 100% nha. Mình nướng khoảng chừng 80% ở trong á, nó còn hơi hơi sống sống á, mình ăn á nó mới mềm nha mọi người. Trời nóng.
buồn là biến. Tại vì đang ăn bắp luôn mọi người. Cái chuyển qua ăn bắp luôn. Nếu mà mình ở Việt Nam á, mình không có kiếm ra được mấy cái lá giống như của Quỳnh á, thì mọi người có thể nướng không với tỏi cũng được nè, xả cũng được nha. Còn không mình tận dụng mừng à. Mấy cái lá bây giờ Quỳnh thấy mấy lá khô khô á, người ta bán cũng nhiều nha. Giống như bên Việt Nam mà mỗi lần mình nấu bò kho á, mà không kiếm được cái lá nguyệt quế mọi người, lá thơm lá quế cũng mua toàn lá khô nấu không chứ đâu. Lá khô thì mua về mình xay ra y chang vậy thôi mọi người. Nó ngon, ăn nó cực kỳ bắt luôn nha mọi người. Mình nên bỏ hết vô luôn mà không còn chỗ để. Sao vậy? Sao vậy, bị gì vậy? Cắn chút cái miệng này hả? Cắn chút cái miệng này sao? Cắn chút cái miệng này. Chứ sao salad giống gì bị đau vậy? Ốc gì? Ăn muốn hết nửa cây mà còn ạc xuyên nữa hả? Ngon quá. Xe cứ đôi dỗ. Bạn nào ở bên Việt Nam mà mình hay ăn thịt dê mọi người, lẩu dê thịt dê á, là ăn sườn cù là tay tay luôn mọi người. Với lại mình ăn sườn cù á, mình nên làm nướng nha mới ngon nha. Tại vì có nhiều bạn mới ăn lần đầu á, mình không có quen á, cái bắt đầu cái mình nấu súp hay gì á, cái mùi nó ác vậy đó mọi người. Là lúc mình mới qua Nhật nè, Quỳnh nghĩ cái này là sườn heo, Quỳnh cũng mua về Quỳnh làm, mà Quỳnh làm Quỳnh nấu súp gì mọi người, trời ơi nó hôi Quỳnh không nổi mọi người. Đầu á là Quỳnh định lấy cái này để mà Quỳnh chấm với sốt cay Hàn Quốc nha, nhưng mà ăn sốt cay Hàn Quốc ăn hoài mà, cho nên hôm nay mới đổi qua chấm chung với lại chao môn. Mở hộp dễ sợ. Một cà chua ngon. Cay dễ sợ. Mọi người biết tại sao cay không? Cái sườn hồi nãy Quỳnh à, Quỳnh nướng với trái ớt rồi mà hái nó đã cay sẵn rồi mà thêm ớt sa tế nữa. Mua ice cream. Sao mở được không? Mình mở cho. Mở được không con? Cười. Thế là mẹ chị. Con nó nhậm cái muỗng rồi, nó nhậm muỗng mà. Được không? Đây là mẹ mở cho. Nó đổ xuống nắp bây giờ. Hey. À. Ngon quá. Không ngon. Không ngon. Nó mê kem lắm mày ơi. Sao mà
cream or not? Giờ mới ăn tới nấm nha. Nấm đùi gà nó giòn, nó sừng sừng ăn thịt. Quỳnh ăn nãy giờ mọi người, Quỳnh lớn á, nó mỡ nó hơi nhiều quá, cho nên giờ Quỳnh sẽ xé bớt bỏ cái lớp mỡ này, nó dày ra mọi người, lớp nó mỡ nè. Quỳnh ăn phần nạc trong nha. Người ta để mỡ để cho mình nướng lên nó không bị khô, chứ thật sự á, khi mà nướng xong rồi á, là hết khô đó mà đứt nó ra. Ăn mỡ có động vật nhiều nó cũng không tốt nha. Bây giờ thời tiết nó nóng á, một ngày mọi người sáng nó ăn kem á rồi nó uống yogurt nha. Mùa hè á nó ăn vặt á mọi người, cái tiền ăn vặt của nó nhiều mọi người, nó ăn kem rồi uống yogurt rồi uống sữa nè, khi nó uống đồ lạnh lạnh không. Không biết mọi người ở nhà sao, có con nhỏ sao chứ chú mình thấy thằng sáng nó ăn vặt khủng khiếp luôn mọi người. Cũng may để nó ăn trái nha, chứ con gái không biết sao, con gái còn ăn vặt dữ nữa. Hồi xưa Quỳnh còn nhỏ nhưng Quỳnh cũng thèm ăn lắm mọi người. Hết chưa? Trời ơi, đá hết chưa cô chú các bạn ơi. Bye bye cô chú các bạn, chưa mà đi vậy? Bye bye cô chú, bye bye cô chú. Nhân dễ sợ, nhân ghê hồn. Sợ nướng tiếp 3 miếng còn lại ăn không hết luôn à. Ăn tới miếng này là cũng muốn ớn à. Vứt bỏ mất cái miếng mỡ ra. Hôm nay Quỳnh hái vô mà làm mà. Ớt đó là thuộc giống ớt cay nhất thế giới nha. Ớt đó là khi mà mình ăn sống á mà cắt chút xíu mà. Nhưng mà bởi vì trong cái quá trình mà Quỳnh nướng á là nó nóng mà mọi người, nó giảm đi độ cay nha. Chứ không ăn sống là chịu nổi mà. Chắc rớt lưỡi ra ngoài luôn.
Mỡ dễ sợ mà. Bên này được góp ý của mọi người á. Quỳnh làm video vừa đủ ăn nha mọi người, làm xong là ăn hết nguyên mâm luôn. Để cho người xem có sự kích thích nha. Quá ngon à. Thầy và mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.